được tổ chức chính thức vào ngày 13 tháng 10 với 11.000 vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. VPIM 2024 có 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km dọc theo những cung đường mùa thu danh tiếng nhất thủ đô, xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, địa danh văn hóa du lịch nổi tiếng tại phố đi bộ Hồ Gươm và kết thúc tại phố đi bộ Thiền Quang, cổng công viên Thống Nhất. Tất cả những người chạy là đều vừa chạy vừa trải nghiệm và vừa ngắm được tất cả những cái điểm lịch sử của thủ đô. Hơn nữa là trên đường chạy thì có rất nhiều băng rôn mà kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô thì vẫn còn nguyên, cho nên là mọi người rất là hứng khởi và chạy rất là năng lượng nhiệt tình. Giải chạy VB Bank năm nay rất là chuyên nghiệp, đường chạy rất là đẹp. Đội ngũ y tế cũng rất là tốt, tiếp nước trên các cung đường. Lần đầu tiên mình tham gia 42 mình thấy rất là vui và cũng đã về đích một cách an toàn. Cũng về được một cái kết quả theo mong đợi. Đi bộ chạy 42 này mình mới vượt qua được chính bản thân mình. Toàn bộ đường chạy VPIM được đo đạc xây dựng phương án ánh sáng, an ninh, y tế chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon Quốc tế AIMS. Giải chạy là nơi các runner được trải nghiệm những công nghệ hàng đầu, nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ đường chạy chuyên nghiệp tận tình nhất. Ở điểm độc đáo của giải thì ngoài bên cạnh âm nhạc thì chúng tôi nghĩ rằng là cung đường nó luôn là một cái có thể được coi là sản vật của cái giải đấu VP Bank năm nay, với tuyến phố 36 phố phường cùng với các cái điểm di sản của thủ đô và trong một cái không khí, một cái thời tiết rất là đẹp chính giữa mùa thu của Hà Nội, thì chúng tôi hy vọng là vận động viên sẽ có nhiều thành tích cũng như là nhiều cái cảm hứng mới. VPIM là một giải chạy phi lợi nhuận. Tất cả doanh thu từ giải chạy sẽ được đầu tư cho chất lượng giải đấu, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các runner và đóng góp vào các hoạt động thiện nguyện xã hội, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp vào hoạt động của chuỗi chương trình Cặp lá yêu thương, em vui tới trường, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh vì một Việt Nam thịnh vượng của VPBank.